Rồi, chào bà con nha. Hôm nay thì bà con hai sườn cao u 62 nè, chiều 7 sườn bà con. Chiều 7 sườn, hai sườn cao u 62. Đẹp cực kỳ bà con ơi, chỉ chiều 7 sườn thôi. Bánh bọng đuôi bị xới đầy đủ luôn. Nhưng mà chiều 7 sườn. Đuôi xới rồi còn nguyên vẹn bánh đầy đủ bà con, chỉ 1 chiều 7 một sườn thôi. Cao u 62. Đuôi bọng còn đầy đủ nha. Hai sườn, sườn chịu 7 còn khá đẹp không à. Đây câu 62 1 triệu 7 sườn nha bà con, khá đẹp bà con ơi. Nhà bỗng nó còn đầy đủ nè, còn đẹp lắm nè, bỗng hới nước sơn, bỗng hới bà con. Nhưng 1 triệu 7 một sườn thôi bà con, Kubota luôn. Dần xới đầy đủ, bánh bỏng đầy đủ luôn. Như 1 chiều 7 một sườn. Bánh bỏng đầy đủ rồi con. Dần xới còn khá được nè. Con về là xới thôi, xới trang trục, xới cài cũng được, rỡ đuôi ra thành cò cài xới trục cũng được luôn, hay kéo G1 được luôn rồi con. Ai lưỡi xới còn lưỡi chứ không nè, con về xài thôi. Bánh bỗng còn khá được nè, cao 62 chiều 7 sườn. Alo, dạ đúng rồi, một số tám dành cho máy xăng anh, nhân thể 1 số 8. Được anh. Đúng rồi. Bánh lứt có nè. Số 2 chắc. Đúng rồi. Để trắng bánh lứt, quyển bánh lứt. Rồi. Còn tem luôn bà con. Nó còn khá đẹp. Xới còn khá đẹp nha, KU 62 chỉ 1 triệu 7 sườn rồi con, về chục trang xới cài là vô địch luôn. Bánh bọng còn khá nguyên vẹn nè, chưa nứt bể nè, bánh bọng này còn được, chân cẳng còn đẹp, thùng còn mới nè con, Uta luôn, không hới luôn nè. Chỉ 1 triệu 7 một sườn rồi con, 1 triệu 7 một sườn. Alo, đúng rồi anh, Sóc Trăng Sài Gòn hả chỗ. À, nếu đẹp chứ. Đẹp cực kỳ nha bà con. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đuôi bổng lưỡi xới còn nguyên vẹn con, bánh lái rồi còn nguyên luôn nè.